là 3 năm, 4 năm hay là 5 năm, đấy là tùy, nhưng mà không được dưới 1 năm và không được dưới 2 năm. Tin vào những lời nói đường mật về viễn cảnh thu nhập trong mơ như thế này, người phụ nữ này đã bỏ ra 900 triệu đồng góp vốn đầu tư với công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS. Đến khi chị nhận ra bản hợp đồng góp vốn để được hưởng lãi suất cao lên tới 36% một năm này thực chất chỉ là chiêu lừa thì đã quá muộn. Lúc đầu tôi vào hợp đồng 500 triệu, sau đấy thì 2 tháng đầu thì công ty trả lãi tôi đầy đủ, mỗi tháng 15 triệu và đúng, rất là đúng hạn, cộng với tiền thưởng là 19 triệu. Tôi khá là tin tưởng, tôi lại vào tiếp hợp đồng nữa là 400 triệu. Đến tháng tiếp theo tôi không thấy trả lãi, thì tôi mới gọi điện, tôi liên hệ thì họ cứ hẹn. Tôi tìm đến văn phòng, tôi gặp anh Hoàng Nam để hỏi, thì anh ấy không gặp. Tôi gọi điện cho anh ấy thì anh không nghe máy. Từ nguồn tin trình báo, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng chủ mưu. Đối tượng này khai nhận thực chất không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, nhưng đã đưa ra các mức lãi suất từ 18 đến 72% một năm để dẫn dụ những người nhẹ dạ cả tin bỏ tiền đầu tư vào các dự án không có thật. Hợp đồng góp vốn thì công ty ký hợp đồng của người nhiều nhất là 3 tỷ và hợp đồng ít nhất 10 triệu. Quá trình hoạt động thì lấy tiền của người sau trả cho người trước. Đây bản chất là mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp theo hình thức kim tự tháp. Đấy, và cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo rất nhiều lần, nhưng mà nhóm đối tượng đã đưa ra các cái mức lãi suất không tưởng, đánh trúng cái tâm lý và hám lời của người dân. Về phía người dân ấy, thì khi thấy cái mức lãi suất không tưởng như vậy thì nó phát sinh cái tâm lý chủ quan và người nọ giới thiệu người kia, dẫn đến cái việc là sập bẫy lừa đảo. Cơ quan công an xác định đối tượng Hoàng Nam đã ký 870 hợp đồng góp vốn để chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư tại nhiều địa phương. Những cái bẫy lừa đảo góp vốn đầu tư tương tự có thể xuất hiện ở bất cứ lĩnh vực nào. Tập trung chính mà chúng ta thường thấy thì là trong lĩnh vực huy động vốn tài chính, rồi là hình thức huy động góp vốn để kinh doanh bất động sản, rồi là kinh doanh tiền ảo. Đấy, và các đối tượng chủ mưu thì thường là tạo cái bao bọc cho mình là người rất là thành đạt, dụ dỗ người dân tham gia góp vốn vào và mời thêm những cái thành phần khác cùng tham gia. Đấy, và sau đó thì chỉ việc ngồi để hưởng lãi suất, không cần phải làm gì, khiến cho rất là nhiều người bị mắc lừa và do vậy người dân cần phải đề cao cảnh giác. Liên quan tới vụ lừa đảo góp vốn đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS vừa bị triệt phá, công an quận Hà Đông yêu cầu ai là bị hại hãy đến cơ quan công an trình báo để làm cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo theo đúng quy định của pháp luật.